Hoan nghênh đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, theo tục lệ cổ truyền, cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm là mọi nhà đều làm lễ cúng ông Công ông Táo lên trầu trời. Ngoài mâm cỗ, các gia đình sẽ chuẩn bị cá chép để thả ra sông hồ gần nhà. Tưởng đơn giản nhưng rất có nhiều gia chủ vẫn phạm phải những sai lầm tuyệt mệnh khi thả cá chép ngày ông Công ông Táo, khiến cho thần linh của trách, tiền vàng đội nón ra đi. Vậy những điều cấm kỵ khi thả cá chép đó là gì? Chúng tôi sẽ tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ý nghĩa tục lệ cúng ông Công ông Táo. Theo truyền thuyết kể lại rằng, hàng năm táo quân được ông trời phái xuống trần gian, theo dõi và ghi chép những việc làm thiện ác của loài người. Sau đó cứ vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, táo quân lại cưỡi cá chép hóa rồng lên thiên đình, báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm để thiên binh định đoạt công tội thường phạt, phân minh cho tất cả loài người. Đến đêm giao thừa, táo quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc trông coi bếp cửa của gia đình. Bởi thế, cứ đến ngày Tết, ông Công ông Táo là người Việt Nam lại làm lễ thả cá chép. Ngày 23 tháng Chạp, người dân thường chuẩn bị một đôi hoặc là ba con cá chép. Một đôi hoặc ba con cá chép sống thả trong chậu nước, cúng cùng các đồ lễ khác. Sau khi cúng xong sẽ đem phóng sinh ở sông, hồ, ao, suối, nghĩa là để đưa ông Táo về trời. Ngoài ra trong tâm thức của người Việt, cá vượt vũ môn hay cá chép hóa rồng còn mang ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền chí, chinh phục tri thức để đi tới thành công, biểu trưng cho nhân cách thanh cao, tiềm ẩn hoặc là hướng đến một kết quả tốt đẹp. Ngoài ra, tục thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp còn thể hiện sự từ bi quý báu của người Việt. Phóng sinh cá chép ngày Tết ông Công ông Táo không chỉ là một nét đẹp văn hóa mà còn thể hiện sự từ bi quý báu của người Việt Nam. Những cấm kỵ khi phóng sinh cá chép. Theo các chuyên gia văn hóa, trong ngày cúng ông Công ông Táo, các gia đình có thể dùng cá chép thật hoặc cá sấy đều được. Tuy nhiên, với các gia đình có điều kiện nên dùng cá chép thật để làm lễ, sau đó thả phóng sinh. Hành động này vừa mang ý nghĩa đưa ông Táo bay về trời theo phong tục dân gian, vừa hướng con người đến những điều thiện, giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Tuy nhiên, cần lưu ý những điều cấm kỵ sau. 1. Thả cá chép từ trên cao. Trong ngày 23 tháng Chạp, cá chép tượng trưng cho thần linh. Sau khi cúng lễ và thả cá chép, các gia đình không nên thả cá từ trên cao như đứng trên cầu, bờ xa, ném cá xuống nước. Vì như vậy, có nguy cơ là cá sẽ chết. Bạn nên chọn một địa điểm, mép nước ở sông, hồ và thả cá từ từ. 2. Cẩn trọng khi thả cá. Cá chép phải được thả trong nước giờ ngọ 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp để táo quân kịp lên thiên đình. Đồng thời khi thả cá chép phải thả từ từ, nhẹ nhàng, xuống ở nhiều nơi, không tập trung một chỗ để tránh những va chạm. Có thể làm cá chết, cần tránh việc cá chết trước khi phóng sinh. Như vậy, mặc dù không có quy chuẩn về phóng sinh, nhưng các nhà sư đều cho rằng phóng sinh là khơi lòng hiếu sinh, thương yêu của con người, cần phát xuất từ lòng từ bi và sự sống của cá. Phong tục phóng sinh cá chép mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, nhưng việc thả cá cần phải đúng cách để tránh ảnh hưởng đến môi trường. Không nên cầm cả xô đổ cá, không nên để cá nguyên trong túi ni lông rồi ném xuống nước. 3. Phóng sinh cá ở giếng. Không nên phóng sinh cá ở giếng, các vùng nước đọng và những nơi nguồn nước bị ô nhiễm, vì cá sẽ ít có cơ hội sống sót. Cũng cần chọn một nơi ít người câu cá để tránh việc cá vừa bị thả ra đã bị đánh bắt. 4. Là dán cá chép. Nhiều gia đình thường chủ quan và nghĩ rằng việc phóng sinh cá là không cần thiết, nên bắt cá chép dán lên để cúng táo quân mà không biết rằng đây chính là một trong những điều đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo mà các gia đình tuyệt đối không nên làm. Quý vị thân mến, tục thả cá chép trầu trời là phong tục truyền thống, trở thành nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Vì vậy, mỗi người dân hãy tự ý thức bản thân, góp phần hoàn thiện tốt đẹp hơn cho văn hóa dân tộc. Phong tục đẹp thực sự cần hành vi đẹp. Bên cạnh việc phóng sinh cá chép, có rất nhiều gia chủ cần lưu ý cẩn trọng trong ngày cúng ông Công ông Táo. Chi tiết sẽ có trong phần tiếp theo của video. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Chuẩn bị đồ cúng. Lễ cúng 23 tháng Chạp không cần phải quá cầu kỳ, nhưng phải đảm bảo sự trang nghiêm và chỉn chu để thể hiện lòng thành của gia chủ. Một trong những lễ vật không thể thiếu của lễ cúng 23 tháng Chạp truyền thống là bộ ông Công ông Táo. Thông thường, bộ ông Công ông Táo đầy đủ sẽ bao gồm 3 chiếc mũ, 3 đôi giày, 3 bộ áo, 3 con cá chép giấy, mũ ông Công ông Táo, 3 chiếc mũ ông Công 3 cỗ, hay là 3 chiếc có 2 mũ đàn ông và 1 mũ đàn bà. Mũ dành cho táo ông thường có 2 cánh chuồn, còn mũ dành cho táo bà không có cánh chuồn.
Những chiếc mũ này được trang trí bằng các gương nhỏ, hình tròn, lóng lánh và dây kim tuyến. Màu sắc của mũ và áo ông công ông táo sẽ được thay đổi hàng năm theo ngũ hành. Ví dụ năm hành kim thì mũ áo có màu vàng, năm hành mộc thì mũ áo có màu trắng, năm hành thủy thì mũ áo có màu xanh, năm hành hỏa thì mũ áo có màu đỏ, năm hành thổ thì mũ áo có màu đen. Để giản tiện, đôi khi người ta còn cúng tượng trưng một cỗ mũ ông công ông táo có hai cánh chuồn và kèm theo một chiếc áo, một đôi hia bằng giấy. Những đồ vàng mã này sẽ được đốt đi sau lễ cúng ông công ông táo vào ngày 23 tháng Chạp cùng với bài vị cũ, sau đó người ta lập bài vị mới cho táo công. Theo quan niệm của dân gian, cá chép là phương tiện để giúp các táo quân trầu trời, vì vậy đồ cúng ông táo cũng không thể thiếu cá chép. Bạn có thể dùng cá chép sống hoặc cá chép giấy để cúng ông công ông táo. Thường thì ở miền Bắc, người ta sẽ cúng ông công ông táo bằng cá chép sống thả trong chậu nước với ngụ ý cá chép hóa rồng. Còn ở Nam Bộ, người ta dùng cá chép giấy nhiều hơn. Ngoài bộ ông công ông táo, người ta còn mua thêm tiền vàng cho lễ cúng 23 tháng Chạp. 2. Thời gian diễn ra lễ cúng ông công ông táo nên được diễn ra trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Tùy theo điều kiện thời gian mà cũng có thể cúng vào trưa hoặc tối ngày 22 tháng Chạp. Theo chuyên gia Nguyễn Vĩnh Kiên, giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ, đây là thời điểm các vị thần quy tụ để chuẩn bị về chầu trời, nên thời điểm tốt nhất để làm lễ tiễn ông công ông táo vẫn là tối 22 và sáng 23 tháng Chạp. 3. Bộ quan thần linh đi kèm với bộ ông công ông táo không được hóa ngày 23. Khi mua chọn bộ mũ áo hia, táo quân thường có cả bộ mũ áo hia của quan thần linh. Các gia đình lưu ý rằng bộ quan thần linh không hóa cùng lễ cúng táo quân mà dùng để cúng và hóa đêm 30 Tết. Ngoài ra khi cúng phải bật bếp lên để cả nhà quanh năm ấm no. 4. Đặt mâm lễ cúng ở đâu? Nhiều người quan niệm rằng ông công là thần thổ trong cai quản đất đai, vì thế sẽ được cúng trên bàn thờ chính. Còn ông Tám là hai ba vị đầu sau trông coi việc bếp núc nên được cúng ở dưới bếp. Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia, quan niệm trên hoàn toàn là sai lầm, không đúng với phong tục lâu đời của dân tộc. Theo truyền thống, tất cả các vị thần này đều được thờ phụng trên bàn thờ chính của gia đình. Thêm vào đó, căn bếp không phải là nơi thích hợp để thờ cúng bởi nơi đó có nhiều uế tạp do nấu nướng, còn chỗ thờ cúng phải sạch sẽ và trang nghiêm. Vì thế mâm cỗ cúng ông công ông táo cần được đặt ở nơi sạch sẽ, trang nghiêm nhất trong nhà. 5. Không cầu xin quá nhiều khi cúng lễ. Như đã nói ở trên, ngày lễ cúng ông công ông táo là để tiễn các vị thần về chầu trời, tâu với Ngọc Hoàng những chuyện tốt xấu của gia đình trong năm vừa qua, chứ không nói gì đến vấn đề tài lộc và tiền bạc. Vì thế cần tránh khấn xin tài lộc, làm ăn phát đạt để tránh làm mất lòng các vị thần và cũng không có lợi ích gì. 6. Là tỉa chân hương, chỉ nên thực hiện sau lễ cúng táo quân. Trong các công việc chuẩn bị đón Tết, dọn dẹp bàn thờ, lau bát hương, tỉa chân hương là vô cùng quan trọng, cần phải được làm một cách thành kính và cẩn trọng. Công việc này thích hợp nhất là sau lễ ông công ông táo. Người được lựa chọn trong công việc này phải là người chỉn chu, có tâm trong việc thờ cúng ở trong nhà. Người được lựa chọn làm công việc dọn dẹp cũng phải tắm rửa sạch sẽ, thực hiện công việc với sự thành tâm. Quý vị thân mến, hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi đã giúp quý bạn biết được lễ cúng ông công ông táo gồm những gì, kiêng kỵ ra sao. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp trên, vui lòng bình luận bên dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy, tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.